Chào mọi người ha, mình tiếp tục mẫu A943 nha mọi người. Ở đây là cũng là Panasonic CF SGS6, pin trên 4 giờ, và bảng này là có SIM luôn. Vẫn là i5, Gen 7, RAM 8 ha, và cái này là SSD 128 GB. Giá cực kỳ rẻ, có 2 triệu rưỡi thôi. Màn hình nó thì có phản quang nha mọi người. Từ từ mình sẽ nói nhanh sơ lược, quay rõ ràng mọi người xem. Tùy theo cái mã số sẽ có mỗi cái mức giá khác nhau, mọi người cứ chọn theo cái mã và ai chốt thì báo mình nha. i5 7300, RAM 8 GB nè. SSD là 128 nha. Độ phân giải màn hình đó là Full HD là 1920 x 1200. Máy là hoạt động là hoàn hảo, chỉ có là trên nền trắng là nó có phản quang thôi. Nền màu thì đẹp, màu sắc của Pana thì khỏi chê như mình từng nói ở mọi video khác. Đây mọi người, có phản quang là hơi trắng trên nền trắng một chỗ và hai chỗ này. Đó. Chỗ này thì nó hơi đậm, nền màu thì nó mờ là nó ít thôi mọi người, và không có ảnh hưởng gì hết trơn. Do cái bông này nó màu trắng, nếu mà màu khác thì nó sẽ đỡ hơn. Vậy thôi, có nghĩa là Panasonic này thì phản quang là cái chuyện bình thường và không có ăn thua gì hết. Mọi người mình vẫn sử dụng rất là ok. Mọi người gỡ cái cục pin ở phía sau ra thì mình có cái chỗ nhét sim, nó xét nano sim luôn. Đây là cái sim nhét trong cái điện thoại của mình, nó nhét vô là có mạng 4G mình sử dụng thôi. Cái bản 4G rất là ít nha mọi người, cho nên là nó hiếm. Chẳng qua là trên cái máy này, cái thứ nhất là màn hình hơi phản quang nhiều và cái vỏ nó hơi xấu, cho nên mình bán cái giá rẻ. Ở mặt đây thì rất là đẹp, mình thì về là sao là mình bán như vậy, mọi người không có sửa chữa hay là sàng lọc thay thế gì hết. Mỗi máy sao thì mình để nguyên như vậy mình bán thôi, cho nên mọi người thấy lên nhiều video khác nhau có con xấu chỗ này xấu chỗ kia, nhưng mà mình làm biến và không có sàng lọc, cứ như vậy nhập về sao rồi bóc trúng cái máy nào, sạc cái máy nào lên, cài lên là mình sẽ bán theo đúng cái đó. Mọi người không có lo lắng về cái chuyện mà dinh hay không dinh đâu. Cái này có trầy hơi nhẹ nhẹ ở trên này ha, i5 V Pro. Ở mặt ngoài ở đây nó có xấu như thế này nên là giá nó rẻ ha. Đây mọi người, bản 4G i5 Gen 7 RAM 8 2 triệu rưỡi. Pin này là trên 4 giờ nha. Pin là nói chung là ngoài 4 giờ hết mọi người. Pin tất cả đều ngon hết. Cái vỏ do trong quá trình người ta lưu kho nó có trầy xấu như thế này. Nếu mà mình không thích thì mọi người có thể là về mọi người dán cái stick lên, đôi lúc dán đề can đó mọi người lên đó, nó cũng đẹp. Còn không thì thôi mình để vậy mình sử dụng làm cái máy gọi là cái máy công trình, cái máy học hành mình hay gọi là cái máy chữa cháy đó. Giá nó rẻ, nó phù hợp, quăng đâu cũng được, không sợ hư hỏng gì hết trơn á, cứ vậy rồi mình sử dụng thôi. Mà quan trọng là bền, mà lúc mở lên màn hình đẹp mà nó nhẹ nữa, mà dễ mang vác đi lại, mà đặc biệt nữa là nó cũng chả đụng hàng. Tại vì cái thực sự ra nếu mọi người ngồi quán cà phê mà thấy người ta xài laptop thì đem cái này ra đúng là nó cũng lạ lắm. Nó chỉ có những người mà họ biết chơi tới đồ Nhật thì họ mới biết mấy cái dòng này thôi. Trên cái phần vỏ nó cũng có hơi mòn nha, phần cạnh rồi là không có vấn đề gì hết nha mọi người. Đây là ngõ sạc, rồi các ngõ kết nối là tương đối đầy đủ, 2 triệu rưỡi ha. Máy là kèm sạc zin, có tận tấm giám hiệu quốc tế A943, 2 triệu rưỡi, ai chốt thì inbox mình. Cảm ơn mọi người đã xem kênh và đăng ký kênh của mình ha. Mình sẽ để cái giấy ở ngoài tiêu đề cùng với cái hình nền của nó để mình phân biệt cái mã ha. Ai chọn mã nào thì báo qua cho mình. Cảm ơn mọi người nhiều nha.